Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé, xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái điện thoại 2 sim 4G nhé. 2 sim 4G giá của nó sẽ là 490.000. Đấy, 490.000 cho một con điện thoại 2 sim 4G hàng của Nokia nhé. Hàng này hàng của hãng Nokia này, các bác yên tâm mà sử dụng rồi. Đó, hàng của Nokia 105 4G Pro nhé. Hàng này là hàng 4G cho nên là các bác yên tâm sử dụng luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp nhé. Sản phẩm khi bác nhận hàng sẽ bao gồm là một điện thoại Nokia này. Hàng này của nó là pin trâu pin khủng nhá. Đấy. Hàng này là pin trâu pin khủng pin to luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, quả pin của nó cực kỳ khủng luôn. Đây. Pin rất khủng luôn nhá, hàng của thương hiệu Nokia. Pin này của nó phải gọi là dòng pin siêu khủng luôn. Đấy, pin siêu khủng luôn nhá. Đó. Hàng của hãng Nokia, bàn phím bàn phiếc cực kỳ mượt và ngon luôn. Đó. Có đầy đủ cho các bác nhá. Pin này. Đấy. Pin trâu nhá, pin to pin trâu này. Đấy, một cái cáp sạc này, một cáp sạc một pin trâu. Đấy, một cáp sạc một pin trâu như này. Đó. Điện thoại thì rất là ngon luôn nhá. Điện thoại rất là ngon luôn. Tiếng Việt, hàng của thương hiệu Nokia, lắp 2 sim thoải mái nhá. Ngoài ra thì có cả đèn pin chiếu sáng cho các bác luôn nhá. Có cả đèn pin chiếu sáng đây, đèn bật chiếu sáng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con điện thoại 2 sim Nokia như này. Giá của nó sẽ là điện thoại 2 sim 4G, giá của nó sẽ là một chiếc như này là 490.000 nhá. 490.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, điện thoại 2 sim 4G 490.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thìa nhá, thìa sẽ là 10k một chiếc thìa như này. Đấy, thìa bạc nhá. Các bác lên cho em là thìa bạc 10.000 một chiếc, và bác nào lấy cả chục thì sẽ là 80.000. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn cháo đều được nhá. Hàng inox 304 có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là thìa bạc 10k một chiếc. Mua lẻ còn là mua cả chục thì sẽ là 80.000 một chục nhá. 80.000 một chục. Hàng to, dày dẫn chắc chắn. Đấy, rất ngon lành luôn. Tiếp theo là hai cái mẫu môi nhá. Hai cái mẫu môi như này thì 40.000 một chiếc các bạn, 40.000 một chiếc. Nó sẽ có môi môi lỗ và môi môi lỗ và môi đặc nhá. Đấy. Con này nó sẽ là môi lỗ này. Đấy, môi lỗ như này. Thì các bác có thể dùng để ăn phở, rồi nói chung là đa di năng luôn, rất dày dẫn nhá. Rất dày dẫn để mình chế biến đồ ăn thực phẩm này. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng đặc hết như này nhá, hàng đặc hết như này cho nên các bác dùng nó rất là thích đây các bác này. Đó. Đặc hết như này rửa giấy nó dễ này, múc cũng rất là ngon luôn, không bị lửng chừng nhá. Đó, rất là ngon như này. 40.000 một chiếc thôi. Rất là dày luôn, 40.000 một chiếc. Đấy, 40.000 một chiếc các bác nhá. Đó, 40.000 một chiếc thôi. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hạc đồng nhá. Đấy, một con hạc như này giá sẽ là 70.000 và cái 70.000 một con hạc, còn cái chầm hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. Chầm hạc là 60.000. Đây. Ở đây nó sẽ là một con hạc như này. Đấy, một con hạc rất là đẹp luôn, bằng đồng. Và về nhà thì nó sẽ là một con hạc và một cái lư sen như này. Các bác đeo vào cái miệng nó cho em. Đó. Mình để trên ban thờ hoặc là các bác để trên bàn. Đấy, để trên bàn mình buổi sáng hoặc lúc nào mình cần tĩnh tâm thì mình cho nhang vào mình sử dụng nhá. Đấy. Lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng này thì sẽ là 70.000, 70.000. Đấy. Các bác xoáy ra cho nhang vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, để trên ban thờ hoặc là các bác sử dụng trực tiếp rất là ok. Lên cho em là hạc đồng giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái con hạc đồng như này. Còn bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Nhang hạc thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho 60.000 cho một cái hộp nhang. Đây. Đây là hộp nhang này, 60.000 hộp nhang đây. Đấy, hộp nhang này thì nhang trầm tương đối là thơm luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nhang hạc là 60.000, còn là hạc đồng là 70.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bộ ba móng Đức nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ ba bấm móng nha. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Bộ ba bấm móng rất tuyệt vời nhá. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bạn. Đấy, nó sẽ là bộ ba bấm móng 90.000, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Nó sẽ bao gồm là ba cái bấm móng này. Đấy, ba bấm móng như này đựng trong hộp nhôm xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng đây. Ba chiếc như này. Và giá thì sẽ là 90k nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Bấm móng tay, móng chân tanh tách luôn các bạn này. Đấy, bấm rất là ngon luôn các bác theo. Đó. Bấm tanh tách luôn. Đó, đây. Rất là phê các bác nhá. Đó. Rất là phê luôn. Đó. Sẽ có cả một cái bấm khóe như này để các bác đưa vào những cái khóe tay, khóe chân, những cái vị trí mà các bác bấm nó khó thì các bác đưa vào những cái khóe này cho em này. Đấy, đưa khóe cho em. Đó.
các bác vừa bấm vừa mài đi cho nha. Đó, có cả phần mài luôn nhá. Đó, một cái bộ ba bấm móng Đức như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá, giá sẽ là 90k. Hàng trong hộp như này. Đấy. Bộ này thì đợt này nó sẽ có cho các bác thêm một cái mài này luôn. Đấy. Hàng này thì đợt này sẽ được tặng thêm một cái mài nhá. Đấy. Có hàng thì có đợt không, cho nên là các bác cũng thông cảm cho em. Hàng về theo lô, lô này là sẽ được tặng thêm một cái mài nữa. Đấy. Thì có đợt không nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba bấm móng Đức, giá 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái keo dán tôn 5 phân, 20.000 một cuộn. Đây. Các bác vệ sinh cái phần tường bị mái bị nứt đi sau đó thì các bác lột ra dán cho em. Cực kỳ là nhạy và tốt luôn. Keo dán tôn 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bát pha mì như này nhá. Đấy, lô này về thì được tặng thêm một cái thìa nữa. Đấy, có lô không nhá, em nói thẳng thế luôn. Đó. 40.000 nhá. 40.000 cho một cái tô mì như này. Đấy, giá thanh lý giá tốt cho bác luôn, 40.000. Lên cho em là tô mì nhá, tô mì 40k. Đó, giá hợp lý luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. 60k cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các anh nhá. 60.000 thôi. Tiếp theo là mẫu kìm đỏ này. Bên em lên tên nó là kìm đỏ nhá. Nó sẽ có đầu bằng và đầu nhọn, giá thì đều là 100.000 hết nhá. Giá đều là 100.000 cho một chiếc. 100.000 cho một chiếc kìm như này. Tiếp theo là đến cái con nguồn nồi cơm các bác nhá. Đấy, nguồn nồi cơm này. Nguồn này thì để các bác cắm nồi cơm cho em, 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cái dây nguồn như này. Dài thì nó vào khoảng là từ 1,5 m các bác. Đấy, khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Hàng loại dài cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, nguồn nồi cơm như này để các bác cắm nồi cơm cho em. Lên cho em là nguồn nồi cơm nhá. Giá chỉ có 30 cành thôi. 30k cho một cái dây nguồn cắm nồi cơm như này nhá. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ là một con ép tỏi này. Giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành, cho tiêu, cho ớt vào đây ép được hết nhá. Nhưng mà em đặt tên nó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 hàng thương hiệu Winling của Đức, ép tỏi 100 các bác nhá. Ép tỏi 100k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp và giấy lau dầu mỡ. Lau bếp, lau dầu mỡ. Các bác lên cho em là giấy lau bếp, lau dầu mỡ. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa ở đây. Các bác lau bếp, lau gian bếp vệ sinh rất là tốt luôn. Giấy lau bếp giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đây. Rất là thơm luôn nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và các bác thấy không? Em lau vào cái phần mực nó tẩy ra này các bác này. Đó. 25.000 cho một bịch lấy giấy lau bếp như này nhá, 25.000 thôi. Giá hợp lý luôn. Tiếp theo là một con đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 cm thôi. Nhỏ gọn, tinh tế, rất là đẹp luôn. Đó, đây, các bác đeo lên cho em. Đồng hồ treo tường, 75.000. Đấy, mua một con máy bây giờ, mua một con máy thường, giá của nó cũng đã là đi 40.000 rồi. Đấy, mà mua cả một con đồng hồ như này, giá chỉ có 70.000 thôi. Đồng hồ treo tường, 75.000. Xin lỗi các bác, 75.000 cho con đồng hồ treo tường. Đường kính của nó là 20 cm, 20 cm, 75.000 cho một con đồng hồ. Tiếp theo là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô như này, giá của nó sẽ là 90.000 cho ba cái tô. 90.000 cho ba cái tô như này các bác nhá. Đấy. 90.000 cho ba cái tô như này. Hàng inox 304. Dày dẫn chắc chắn đẹp nhá. Đấy. Một bộ bao gồm là 3 chiếc này. Đấy, 3 chiếc. Giá chỉ có 90 cành cho bộ ba cái tô như thôi. Con to nhất này của nó thì nó sẽ là 1,8 lít, gần 2 lít. Con nhỏ nhất này là 900ml. Thì các bác có thể dùng để múc canh, múc riêu hoặc là làm nộm, làm nếp cũng ok luôn. Đó, bộ ba tô 90.000. Tiếp theo là đến cái thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là 1 chiều 40 và 1 chiều 60. Đấy, cho nên là em gọi nó là thảm 46. Giá thì sẽ là 45.000 nhé. 45.000 cho một con thảm 46 này. Đấy. Có rất là nhiều màu sắc thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Rất nhiều màu sắc luôn. Thảm 46 các bác nhé. Đó. Bên dưới là cao su non chống trơn trượt này. Đó. Bên trên của nó là nỉ lộn nhá. Nỉ lộn thấm hút nước tốt, không bị trơn trượt, không bị bong chốc nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Thảm 46. Tiếp theo thì sẽ là mẫu thắt lưng. Thì thắt lưng dù thường giá sẽ là 35.000 nhá. Mẫu này mẫu thanh lý. Lên cho em là mẫu thắt lưng dù thường thanh. Thắt lưng dù thường 35.000. Đấy, 35.000 cho mẫu thắt lưng dù thường này. Thắt lưng dù lỗ thì sẽ là 70.000 này. Đấy. Thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy.
thắt lưng dù lỗ đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy. Ở đây thì nó có rất nhiều lỗ luôn. Có rất nhiều lỗ này các bác này. Đấy, rất nhiều lỗ này. Đấy, nó có tới mấy chục phân lỗ luôn. Thì các bác muốn dùng cái lỗ nào thì dùng, nó rất là tiện. Đấy. Dù thường là 35.000, dù lỗ là 70.000. Đấy, dù lỗ là 70.000 các bác nhá. Dù lỗ là 70.000. Dù này có lỗ này là 70.000, thắt lưng dù thường là 35.000. Giá thanh lý cho các bác một con thắt lưng dài mét mấy 2 mét có 35.000 thôi. 35.000 thôi các bác nhá. Con này thì các bác cứ đẩy lẫy vào cho em là xong này. Con này là 35.000, chỉ cần đẩy lẫy này là xong. Đó. Ở đây là nó sẽ ăn lẫy rồi, ăn lẫy này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy này nó sập ở đây cho em luôn, cho các bác luôn. Rất là tiện luôn. Đấy, dù lỗ là 70.000, dù thường là 35.000 này. Tiếp theo là thắt lưng da bò thanh lý này. Đấy, thắt lưng da bò thanh lý nhá. 100% là da bò tự nhiên nhưng mà hàng thanh lý cho nên là giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò thanh lý này. Giá thì sẽ là thắt lưng này thì giá của nó sẽ là cái này là bao nhiêu? Cái này là 65.000 một chiếc nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò thanh lý này. Thắt lưng thanh lý giá của nó sẽ là 65.000. Còn ví là 40, còn nếu các bác nào lấy combo thì sẽ là 100 cho một đôi như này. 100 một đôi, một ví một thắt lưng là 100 nhé. Một ví một thắt lưng là 100. Đấy, còn mua lẻ thì thắt lưng là 65.000, ví của nó sẽ là 40.000. Chất liệu 100% là da bò hết nhá. Em bao da bò hết cho các bác luôn. Đó. Combo cho các bác như này, hai món nhá. Hai món sẽ là 100.000. Lấy riêng thắt lưng thì là 65.000, riêng ví là 40.000. Đó. Các bác thấy không? Hàng rất là ngon lành luôn, có hai màu, màu nâu và màu đen. Có hai màu, màu nâu và màu đen nhá. Đó. Hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm, đó là cái led đồng hồ cũ nhá, đồng hồ led cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây. Kiểu dáng nó đúng như trên này luôn, 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Tao thoải mái cho các bác sử dụng luôn, 140k một chiếc như này. Đồng hồ led cũ 140.000 các bác nhá, đồng hồ led cũ 140.000. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn led này. Đấy, con đèn led đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn vàng nhá. Có kèm một cáp sạc luôn, có kèm một cái cáp sạc như này chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Đó, có cổng sạc ra, có báo pin luôn, siêu sáng luôn. Rất sáng con này thì sử dụng thì cực kỳ ok rồi. Đó, sáng nhiều chế độ lắm. Đấy, sáng trắng này. Sáng vàng này. Đấy, sáng tổng hợp này. Đó. Nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, rất sáng luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20cm. Đấy, chiều rộng thì 20 và có một tấm pin năng lượng mặt trời, có cáp sạc nhá. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đấy. 175.000 cho con đèn vàng như này nhá. Lên thêm là đèn vàng 175.000. Tiếp theo là sẽ là một con voi. Con voi này thì giá sẽ là 190.000 cho một con voi như này. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng. Hợp kim mạ đồng rất đẹp luôn. Đó. Các bác lên thêm là voi gà tàn nhá, voi gà tàn. Giá của nó sẽ là 190.000 cho em voi gà tàn như này. Rất đẹp luôn, 190.000. Đấy, dùng gà tàn thuốc nhá. Voi gà tàn 190.000. Tiếp theo thì sẽ là mẫu giày. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là giày giày dàn di nhá. Đấy, mẫu giày dàn di rất là đẹp như này. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Giày dàn di rất là đẹp luôn. Đấy, mùa đông đến nơi rồi, các bác mua cho em một đôi giày này về mình sử dụng nhá. Giày dàn di như này rất là đẹp luôn. Đấy, kích thước của nó thì có 38, 39, 40, 41, 42. Đó, 38, 39, 40, 41, 42. 150.000 cho một đôi giày dàn di như này. Lên cho em là giày dàn di giá sẽ là 150k nhé. 150.000 thôi cho một đôi giày dàn di như này các bác nhé. Lên cho em là giày dàn di 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái gì đây? Cái tăng đơ nhá, tăng đơ đây. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tăng đơ như này. Đấy, một tăng đơ kèm pin. Đấy, tăng đơ có kèm pin cho bác luôn. Đó, một tăng đơ này có kèm pin nhá, chạy cực kỳ là ngon luôn. Đó. Có kèm pin, kèm cáp sạc các thứ, nói chung là đầy đủ hết cho bác nhá. Đấy. Pin này rồi đốc sạc này, cữ kia các thứ nhá. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100k trong con tăng đơ hộp như này. Lên cho em là tăng đơ hộp 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tăng đơ lược nhá. Tăng đơ này thì nó sẽ có kèm theo lược luôn. Kèm theo lược như này nhá. Đấy, tăng đơ này kèm cữ, kèm đầu sạc, kèm theo lược. Giá sẽ là 101 nhá.
tăng đơ lược 101. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đây các bạn này, đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, qua theo. Có điều chỉnh cữ lên xuống ở đây nhá. Đấy. Và dòng này của nó cũng là dòng chống ăn tay luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích, không sợ bị trẻ con người già dùng rất là ok. Đấy, nó có cái lược, cho nên là bên em gọi nó là tăng đơ lược. Giá sẽ là 110.000 nhé, 110.000. Tiếp theo là cái bộ bộ 5 đĩa tròn, 120.000. Đấy, ở đây thì sản phẩm nó sẽ là 5 cái đĩa tròn luôn. Đó, 5 cái đĩa tròn như này. Hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, 5 đĩa nhé. 1, 2, 3, 4, 5 đĩa tròn như này nhé. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn này. Kích thước của nó thì là từ 24, từ khoảng 24 nhá. Đây, đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Từ khoảng 24 đến 15, 16 gì đấy. Đây, 15, 16 gì đấy các bạn nhé. Khá là to luôn, 5 đĩa này. Dùng để múc thực phẩm, thức ăn, rồi đồ ăn, đồ uống rất là ok. Bộ 5 đĩa tròn 120.000. Tiếp theo là bộ 50.000 cho cái bộ đây, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng. Đường kính là 18 đến 10. Có nắp đậy nhá. Đấy. Khay nào nắp đậy hết, khay nào nắp đậy hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 50 cành, 50 cành thôi. Các bác mua về để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, hàng inox. Đấy. Bộ này của nó thì các bác có thể trồng gọn vào như này. Đấy, và nó có nắp nhựa hết nhá. Có nắp nhựa đựng thực phẩm, thức ăn. Bỏ trong tủ lạnh nhưng rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành, tính vào 10.000 một khay. Rất rẻ thôi. 130.000 cho một cái đế nóng này. Đây là một cái đế nóng này, các bác có thể dùng để mình đun nước, đun nồi. Nói chung là hàng này đa di năng. Đấy, có công tác điều khiển ở đây, có đèn báo này. Nó sẽ là một cái mâm như này. Thì các bác dùng để mình đun nấu, nói chung là đa di năng được luôn. Hoặc chế cháo nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000 cho cái đế nóng nhá, 130.000. Tiếp theo sẽ là một con bẫy chuột thông minh, các bác chỉ cần ấn này thôi cho em. Đó. Sau đó thì con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy này. Đấy, bắt theo, rất nhạy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, 15k cho một chiếc bẫy chuột thông minh như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác, nay bên shop về cho các bác cái mã dao SA không nhá. Con này nó sẽ là cái mã SA78 này. Hàng của Colombia, của Mỹ. Đây, USA nha, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dao thì nó là dòng dao siêu bén rồi. Đó. Và con này nó sẽ là một cái dòng dao siêu tầm cho các bác, dòng dao siêu tầm cho các bác. Lên mã giúp cho em đó là SA78. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Và nó là hình lưỡi bầu và có khâu đồng như này này. Khâu đồng, đằng sau thì khâu thép. Cán của nó thì bằng gỗ liền thân như này. Nói chung là con này thì dùng rất là thích các bạn. Dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang cập nhật cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Có cái bao vải bố này nhá. Có bao vải bố đi kèm luôn. Dao thì siêu bén rồi. Và có bao vải bố đi kèm. Giá thì sẽ là 300.000. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78. Mã của dao là SA78. Giá sẽ là 300k nhá. SA78 này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. SA78 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái bộ vít như này các bác này. Đấy. Lên cho em đó là bộ vít vàng đi. Nó có màu vàng như này cho nên là lên cho em là bộ vít vàng. Bộ này thì bên shop sẽ bán tri ân thanh lý cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Một bộ như này bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Và các bác có thể lắp vào đây cho em này. Đấy. Lắp vào đây cho em để mình sử dụng này, rất là ngon luôn nhá. Và đảo đầu này, đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác hôm nay đó là lên cho em là vít vàng nhá. Giá chỉ có 20k cho một bộ như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít vàng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít vàng này. Đấy. Vít vàng, giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cái bộ vít vàng như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Vít vàng 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòi nước nhá. Vòi nước đây. Đấy, vòi nước thì cái này nó sẽ là vòi đơn nhá. Đây. Con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho con vòi đơn như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi nhá. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000. Đó, 65.000. Con vòi đôi này thì nó sẽ là lệch 15.000.
Con này sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con vòi đơn như này. Đó. Và con này sẽ là 65.000. Tất cả của nó đều là có gen hết nhá. Có gen để các bác có thể xoáy vào các cái nguồn đầu cút này. Đó, và inox 304 không bắt 5 châm. Về nhà các bác test 5 châm thoải mái luôn. Đó. Con vòi đơn là 50.000 và con vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi là sẽ là 65.000 cho con vòi đôi. Đó. Thì có vòi đơn, vòi đôi. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái đèn hộp nhôm nhá. Một con đèn hộp nhôm như này. Đấy, con này thì sẽ có cả đèn, cả 5 châm hít, cả bật lửa luôn. Đây, có cả bật lửa đây. Đấy, bật lửa thì các bác giữ lì cho em, cái này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên này. Và các bác giữ lì thì nó sẽ lại tắt này. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, đây. Con này thì giá sẽ là 90k nhá. Đó. Và đèn thì siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, rất là sáng nhá. Có nhấp nháy cảnh báo luôn, siêu sáng luôn nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Có dây quay đeo quay sách đàng hoàng, có cáp sạc cho các bác luôn nhá. Đây, có quay đeo quay sách như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Đèn hộp nhôm 90.000 nhá. 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ điều khiển từ xa. Con này thì hàng cực kỳ nhỏ gọn và có điều khiển từ xa như này, có on off các bác này. Đấy, các bác có thể về mình đấu vào đây cho em. 1 2 này, 1 2 là đầu vào này và 3 4 là đầu ra. Đó, 1 2 đầu vào, 3 4 đầu ra. Đây, input này, in out này. Đó. Ví dụ các bác đấu 1 2 đầu vào cái quả bóng điện này, sau đó thì 3 4 đầu ra cho em. Đó. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bộ điều khiển đen 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Thời tiết đang lũ lụt mưa bão bẩn thỉu như này. Các bác dùng cái ủng này cho em. Đó. Mình xỏ trực tiếp vào chân nhá, xỏ trực tiếp vào chân. Ví dụ các bác có thể đi giày đi tất, các bác xỏ vào cho em. Đó. Nó có qua như này các bác này. Mở khóa ra này. Mở khóa ra cho em. Đó. Đây, các bác xỏ chân vào đây cho em. Cái này nó khổ to cho nên là các bác có thể xỏ cả đôi giày vào đây được luôn nhá. Đây. Đấy, nó khổ to mà, cho nên xỏ cả đôi giày được luôn. Sau đó thì mình lại bỏ ra. Đấy, bỏ ra. Thì các bác có thể để trên ô tô này, chỗ nào mà mưa lũ lụt này. Giá sẽ là 90.000 nhá. Ủng đi mưa. Đó. Giá sẽ là 90k cho cái bộ ủng đi mưa như này. 90.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa. 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái van nước bằng đồng nhá. Đấy. Ngăn mùi bằng đồng nhá, ngăn mùi bằng đồng. Giá của nó sẽ là 50.000 cho cái ngăn mùi bằng đồng như này. Bằng đồng thôi nhá. Đó, bằng đồng. Khi nước xả thì nó sẽ mở này và nước đóng thì nó sẽ lại đóng luôn. Rất là tiện luôn. Ngăn mùi bằng đồng giá sẽ là 50.000. Ngoài ra thì sẽ có cái nắp cống bằng nhựa đây. Nắp cống bằng nhựa thì giá của nó sẽ là 15.000. 15.000. Đấy, 15.000 với cái nắp bằng nhựa như này. Đây em sẽ quay video cho các bác xem hai mẫu thực tế luôn. Đây là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, nước chảy rất là sạch luôn nhá. Đó, đây. Có cái lưới này để lọc rác này. Đó, rác tóc tai là nó sẽ động ở bên trên luôn, các bác chỉ cần nhặt đổ vào là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Giá thì 15k một chiếc thôi. Đây các bác này. Đậy vào cái là khói nó không lên được luôn, còn bên này khói ra bình thường nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, xả này. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Rất tiện ích luôn. Đấy. Rất tiện ích các bác nhá. Và đây là cái nắp ngăn mùi bằng đồng này, đây. Con nắp ngăn mùi bằng đồng đây. Con bằng đồng này cũng rất là tiện ích luôn. Đây các bác này. Đấy, con này là ngăn bằng đồng này. Rất là tiện ích luôn, các bác đặt vừa hết các loại gần như là 100% các loại ấy luôn. Các loại đầu nước luôn, rất là tiện. Đây các bác này, đó. Đấy, các bác đặt vào cho em là xong, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 50.000 cho con ngăn mùi bằng đồng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay, con này là 100.000. Con này thì nó sẽ có một cáp sạc, một đèn. Nó là dòng đèn năng lượng mặt trời. Đây, có một cổng sạc vào, một cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đó, đây, có báo pin luôn. Đó, một cái đèn ở giữa này. Tiếp theo là hai cái đèn hai bên này. Và tiếp theo là một con pha dọi nữa này. Đó, rất nhiều chức năng luôn các bác nhá. Đèn ở giữa này, đèn hai bên này. Đó, và đèn pha dọi này. Pha cũng rất là dọi luôn. Điểm sáng rất là lớn nhá. Con này giá 100.000 nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm đó là cái gương xe đạp nhá, gương xe đạp này. Đấy, các bác lắp vào xe đạp cho em để mình điều chỉnh, mình nhìn xe đạp, lắp vào cái tay xe đạp như này. Lên cho em là gương xe đạp, giá sẽ là 30.000 cái gương xe đạp như này nhá. Ở đây nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần là đặt vào là xong. Đó, gương xe đạp 30.000. Tiếp theo thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Con này đang bán là 50.000.
xả thanh lý cho bác còn 30.000 cho cái cắt hoa quả như này. Các bác đặt vào quả táo, quả lê. Đấy, nó sẽ có lưỡi như này và đặt vào, nó sẽ ra cho các bác 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng luôn. Đặt vào cái quả lê quả táo là xong. Thanh lý cho bác 30.000 nhá, 30.000 cắt hoa quả 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái chổi, các bác lên cho em đó là chổi chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế như này. Đấy, chổi cọ bàn ghế. Giá sẽ là 30.000 thôi. Các bác kỳ cọ bàn ghế này, chổi cọ bàn ghế nhá, 30.000 cho cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa giá sẽ là 70.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đầu chuyển cưa. Đây rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây nhá. Đây nó là cái khoan pin bình thường mà các bác dùng khoan điện nhá. Mình lắp cái đầu chuyển cưa vào cho em. Đây, lắp vào này. Đó, lắp vào. Cưa cắt rất là ok nhá. Đấy. Con này các bác cắt gỗ, cắt ống nước các thứ giờ thì ok luôn, còn cắt sắt thì nó sẽ hơi khó cắt một chút. Đấy, các bác thấy không? Đó. Đây nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển như này, một đầu chuyển như này, một cái tay nắm và ba kèm thêm ba lưỡi nữa. Về nhà các bác lắp vào khoan pin hoặc là lắp vào các loại ấy cho em. Đây, đấy. Cái đầu chuyển này các bác lắp đầu lưỡi vào đây, đúng như trên video luôn nhá. Đầu chuyển cưa giá chỉ có 70 cành thôi, 70 cành cho cái đầu chuyển cưa như này. Tiếp theo thì cái điều khiển thì nó sẽ là một con điều khiển cắm trực tiếp. Con này thì sẽ là 270.000 cho cái điều khiển cắm trực tiếp như này. Đấy. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện cho em. Cắm trực tiếp vào nguồn điện, sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua là xong. Đó. Nó cắm trực tiếp thì nó tiện hơn con đấu nối nhưng nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy. Và con này thì công suất của nó cũng khá là cao luôn. Đấy, nó sẽ là 30A nhé, công suất của nó là 30A. Đây. Về nhà các bác cắm thiết bị cắm con này vào điện này, sau đó thì cắm thiết bị quạt rồi nói chung các thiết bị khác qua đây và mình điều khiển này, bình nóng lạnh các kiểu con là điều luôn. Đó, điều khiển từ xa. Ví dụ các bác muốn tắt cái quả bóng ở ngoài hiên thì các bác cho vào là xong. Giá sẽ là 270.000 cho các bộ điều khiển. Tên theo là điều khiển cắm trực tiếp 270.000. Con này thì điều khiển xa được 1.000m nhé, 1.000m. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vòi xanh này. Vòi xanh như này. Đấy. Vòi cam xanh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Nó cũng giống như cái vòi hai van xả hai đầu cái thôi. Đấy, lên trên là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Giá sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này, 50.000 một chiếc. Các bác có thể dùng để mình xả nước các thứ rất là ok luôn. Vòi cam xanh 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ống hút dung dịch này. Cái này thì được dùng để hút rượu, hút xăng dầu. 30.000 cho cái ống hút dung dịch như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Dòng này thì siêu nóng luôn. Các bác dùng để bôi vào các cái đau mỏi cổ vai gáy, sống lưng, sống cổ các thứ bôi vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Hàng 100% hàng của nội địa Hàn Quốc nhá, 100ml. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác bị đau mỏi vai gáy, đau mỏi cổ, đau mỏi thắt lưng, các kiểu con này điều các bác dùng con này chưa, rất là tiện ích luôn. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đây, cổ vai gáy các kiểu luôn nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con máy, con này thì các bác lên cho em là súng bắn đinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con súng như này. Con này thì các bác dùng để mình ghim các cái vật liệu, ghim giá rồi giá đỡ các kiểu luôn, một con súng như này. Các bác chỉ cần là lắp vào sau đó thì mình nhấp này thôi là nó sẽ bắn vào rất là tiện ích luôn. Đấy, có cả gương kính, đồ vệ sinh các thứ đầy đủ, đồ thay thế nhá. Và một cái bộ đinh như này, bộ đinh như này nhá. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng rất là tiện luôn. Lên cho em là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Giá sẽ là đúng súng bắn đinh không? Súng bắn đinh 240.000. Bao ship tận nhà. Đây là cái cây súng này, các bác chỉ cần lắp cái đầu đinh vào cho em, sau đó thì bắn vào tường này. Đó. Không cần phải khoan đục bẩn thỉu mất công nhá, rất tiện ích luôn. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Dùng đó để sửa chữa, cố định vật dụng trong gia đình, sửa ống nước, đường điện rất là tiện lợi. Bác nào cần thì nhấc vào giỏ hàng đính kẹp. Có cái máy này rồi, các bác không cần phải dùng máy khoan gây tiếng ồn lớn, hay là dùng búa đóng đinh rất là mất sức nữa. Đóng đinh vào bê tông hay sắt thép, đồ gỗ chỉ mất 1 giây. Máy không cần xài điện, cũng không cần xài pin,
chỉ cần đặt đinh vào bắn là thủng. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Đó, dùng giá thì sẽ là 240.000 các bác nhá. Súng bắn đinh, hàng cao cấp cho các bác luôn, 240.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái cặp sách dành cho các em học sinh, 120.000 một chiếc. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đó, đây. Một cái cặp chống gù lưng nhá. Dòng này là dòng đặc biệt giúp cho các bác là cho các em nó đeo nó chống gù lưng rất là tốt luôn. Có những cái phần đệm ở đây. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Có phần đệm ở đây chống gù lưng. Và sách của nó là để dọc, thì khi mà các em đeo vào thì nó sẽ dọc theo lưng, nó đỡ bị đè theo lưng của mình. Đó. Giá thì sẽ là 120 cành thôi. Cặp rất là to luôn, cấp 1, cấp 2 đều dùng được hết nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 120.000 cho cái cặp sách chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy sấy giày nhá. Máy sấy giày. Con này sẽ là 195.000 một chiếc. Dòng này thì nó sẽ là trực tiếp cắm điện 220V. Đây, điện 220V nhá. Đấy, và công suất của nó sẽ là đi có hẹn giờ hẹn giết các thứ đàng hoàng nhá. Có hẹn giờ. Hẹn giờ hẹn giết đàng hoàng. Và đây là cái máy này. Đấy. Đây. Các bác có thể vặn cái này lên này. Đấy. Đây, vặn cho em cái này lên, sau đó thì mình xỏ giày hoặc là các bác có thể chùm các cái phần mình muốn sấy vào đây, sau đó thì vặn cái công tắc này cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 30 phút, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Dặn vặn cái dơ le này lên và nó sẽ tự ngắt. Đấy, thì các bác giặt giày giặt dép thì phải sấy khô. Dùng con này cho em rất là tiện nhá. Máy sấy giày 195.000. Các bác để mà nó tự khô thì nó khá là lâu, đặc biệt là giày nồm ẩm hoặc giày mưa thì nó sẽ dẫn đến là bị mục giày. Nhưng mà cái này các bác dùng thì nó chỉ khoảng là 30 phút đến 1 tiếng là khô. 195.000 cho con máy sấy giày như này. Tiếp theo thì nó sẽ là con Phương ơi. Phương ơi. Một con túi rất là đẹp. Đây, một con túi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là túi dép nhá. Túi dép. Đó, túi dép rất là đẹp luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Đấy. Một con túi dép như này. Kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 25 và một chiều là trên 20. Túi hàng thương hiệu dép, chất liệu da. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Các bác lên cho em là túi dép, giá của nó sẽ là 95.000 cái túi dép như này các bác nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con nguồn led này. Đấy, nguồn led đây. Nguồn led. Con này thì sẽ là 150.000 cho một con nguồn led 12V như này. Nguồn led 12V 150.000 các bác nhá. 150.000 cho con nguồn led 12V như này. Rất tiện ích luôn. Thì các bác có thể đấu các cái nguồn led vào đây chưa? Bác nào có thợ có nghề là biết rồi. Nguồn led 12V giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Ngoài ra thì bên shop có bán cái dây led đây. Dây led này sẽ là 30.000 một dây. Một dây của nó sẽ là 20 mắt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, nó sẽ vào 20 mắt như này. Và về nhà các bác cắt ra cho em. Sau đó thì mình có thể dán lên, có băng dính hai mặt rồi. Các bác có thể dán lên cửa, lên cổng hoặc là quấn vào cây rất là ok. Nó là giọng led ngoài trời, chịu được mưa nắng nhá. Màu của nó là màu trắng, led màu trắng rất là đẹp luôn, rất là sáng, gắn vào tủ kính cũng được. Các bác lên cho em là mên led nhá. Mên led 30.000 một mên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi phun thuốc nhá. Một cái vòi phun thuốc như này. Con này các bác dùng để mình phun thuốc sâu này, xịt rửa các thứ rất là tưới cây các thứ rất là ok luôn. Đầu vòi xịt này các bác chỉ cần xoáy vào cái chai Coca cho em là xong. 35.000 nhá. 35.000 cái vòi phun thuốc như này. Đấy, bơm vào đây thì các bác bơm tay ở đây này. Đấy, xoáy vào chai Coca là xong, đầu xịt đây. Đấy. Van xả bằng đồng nhá, rất là ngon luôn. Lên cho em là vòi phun thuốc 35.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái thước kẹp gem nhá. Đầu tiên nó sẽ là một cái con thước bằng sợi carbon nhá. Con này bằng sợi carbon chứ không phải là bằng thép đâu. Đấy, nó là sợi carbon thôi, nhưng mà dùng rất là ngon luôn. Đây, này nó có cái tấm giấy bóng, các bác bóc vào cho em. Đấy, để dùng để kẹp gem này. Đó. Các bác có thể đo bên ngoài này, đo bên trong và đo chiều sâu. Có 3 cách đo nhá. Cái này bên này là sẽ là đo đường kính bên ngoài, đường kính bên trong này và đo chiều sâu ở đây nhá. Con này thì nó sẽ là 15 cm. Đó. Giá thì sẽ là một con thước kẹp gem bằng sợi carbon như này là 100.000. Ngoài ra thì bên em có một con nó sẽ là bằng cơ và bằng thép nhá. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy. Con này thì nó bằng thép, hàng của Unica. Hàng Unica của Nhật nhá. Đây. Đấy, Unica Japan này. Đó. Con này thì nó sẽ là bằng thép nguyên khối như này và các bác đo là bằng cơ. Nó cũng có 3 chiều đo như vậy.
Con này thì nó sẽ là đo được cũng là 15 cm. Đấy, các cái thông số của nó đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là kẹp rem bằng cơ nhá, kẹp rem bằng cơ 150.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Đấy. Bộ này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, một tay vít này, 30 đầu vít này. Đó, và một tay nối dài nữa. Lên cho em là vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái bọc bọc yên nhá. Đấy, cái này là 45.000 cho cái bọc yên như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác bọc vào yên xe để giúp cho các bác là khi mình sử dụng ấy thì mưa nắng nó không bị ướt này, mưa không bị ướt và nắng không bị nóng. Đấy, vì cái da bình thường thì nó sẽ nóng nhưng mà cái này nó là bằng sợi cước cho nên là vừa chống nóng vừa là nước, khi các bác dùng mà có bị nước cũng không sao nhé. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bọc yên 45.000 cái bọc yên như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là cái máy rửa xe chạy bằng pin nhá, 300.000 chạy bằng pin như này. Đấy, đây là máy của nó này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Đó, lắp pin. Đó, lắp pin và các bác lắp kết nối vào cho em các cái đầu vòi đầu viếc này. Đó, máy rửa xe chạy bằng pin nhá, dây giếc này, cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. 300.000 cho một con máy rửa xe bằng pin như này nhá, 300k. Đấy, nước nó thịt ra này. Đấy, 300.000 thôi, pin viếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ như này, chọn bộ một cái bộ máy rửa xe pin như này, giá chỉ có 300.000 thôi, 300k cho một bộ này. Về nhà các bác dùng để mình xịt rửa xe, tưới cây đầy đủ cho các bác luôn. Đây các bác này, đấy. Sẽ là một bao gồm thêm một thân máy này, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này, một thân máy dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Và nó sẽ có cho anh em là đầu thứ nhất là đầu cho anh em rửa xe này. Thì đây nó sẽ là cái đầu đỏ này là đầu anh em rửa xe. Khi anh em tháo lắp thì anh em đẩy cái lấy này. Đấy, sau đó thì anh em đẩy lấy này, sau đó thì anh em đẩy cái lấy này vào. Đó. Thay cho mình cái đầu vòi này thì cái này thì để anh em xịt tuyết này. Đấy, cái này để anh em cho nước rửa bát vào đây. Cho nước rửa bát vào đây để xịt tuyết để anh em rửa xe. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em cái đầu vòi trắng này để anh em tưới cây. Đấy, đầu vòi trắng này để anh em tưới cây đầy cỡ đấy. Anh em dùng để tưới cây rất là ok luôn nhé, máy tại cực kỳ và khỏe bên luôn. Đấy, tưới cây nhé, dây dài khoảng từ 3-5 mét nhé, máy rất là chắc chắn anh em nhé, máy rất chắc chắn cho anh em luôn. Đó, 300.000 anh em nhé. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các mã hàng cập nhật của bên em có số hotline các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đó, thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đây rất sáng bóng đẹp nhá. Đấy, đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, đít có thoát nước nhá. Đó, đít nước có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này.
Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà. Một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Một cái liếc nhá, một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này, dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó. Dọc dây bóng thoải mái luôn. Các loại giấy luôn các bác này. Đó, rất là ngon luôn các nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nha, dài khoảng 20 cm nhá. Con dao thái này, đây. Dọc dây bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, các bác theo. Đây. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này, Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này, một liếc một kéo này. Ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ như này, một con dài một con nhỡ như này. Đấy, một con to một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao chuyên thái. Các bác lên cho em là dao chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao này. Chuyên thái, bộ dao chuyên thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đó. 150.000 cho bộ dao chuyên thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ này. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này. Đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đấy nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này. Đó. Đây. Rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi. Nhỏ gọn tinh tế. Chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3 con dao. Cái kéo là 4, cái liếc là 5 và cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này
Về nhận hàng lại thắc mắc là sao có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây, to dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy, giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à. Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá, còn Rolex thì của nó sẽ là 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. SK Orin nhá, SK Orin. Mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này. Đấy, thắt lưng thanh lý. Này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhá, hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn, giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên xem là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, một dòng thì 190 một chiếc mà một dòng thì 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À 190 một chiếc còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này. Mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này. Made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000 mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120.
Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn, chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn, cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc yếc các bác bị khó này, ổ khóa yếc các bác xịt vào cho em 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng xếp nhá. Đây, võng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây, đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 mét, còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 mét. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp, giờ kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 100 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội, võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây có túi đựng này. Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 mét và nguyên cái phần võng này khoảng 1 mét 8 này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên trên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90k. Đó, sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, hai chịu tới 200 độ C này. Đó, 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox của Đức 55.000 cho một vỉ như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức, 55.000 một vỉ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một vỉ đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này, khò ga trắng là 50.000, còn khò ga đại hàng của Nhật này, Made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tăm nước như này nhá. 160k. Đấy, bơm nó bơm cực kỳ là khỏe luôn và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tăm nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, nó sẽ hút nước này và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tăm nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai đầu như này. Hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây. Hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá. 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này. Hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này, hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó, giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150k, hàng đựng trong hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây, con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy. Các bác xem đánh vào các bắp tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này, đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ qua này, sau đó thì mình vắt này, vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay, giá thì chỉ có 50 cành thôi.
50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn, 70 1m2 nhá. Đấy 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy, 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm cho người thoải mái luôn. Đó, mỗi khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn, 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giá sẽ to rộng như này. Người từ 7-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn này, đấy, thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Rồi ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà, hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đây. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 nhân 116 nhân 98 nhân 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên cho em là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật, tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một cái tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy, rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này.
Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chắn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này, có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhỉ? Đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác thấy không? Lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90k cho một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này. Và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay, treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm, rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi. Về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho em là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu Wi-Fi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu Wi-Fi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy. Tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy. Lên cho em là đèn Wi-Fi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này.
25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh này. Các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đây các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây này, em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lan phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lan. Đây, mình lại lan tiếp này. Đấy nhá, lại lan này. Lan một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác thấy không? Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lan đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 45.000 à 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây, cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em, chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây, khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện áp quy 12/24 lên 220. Nhà bác nào có áp quy kể cả áp quy xe máy, các bác tháo áp quy xe máy ra. Tháo cái áp quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện 220 dùng để sạc. Giữ các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn. Có đèn luôn, đó, có đèn nhá. Đây, lấy dây tai bằng đèn các bác này. Đấy. Có đèn luôn, đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 ba cái, còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái
bộ 5 đĩa tròn nhá, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Rồi, nó sẽ nằm cái đĩa đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này, 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304, dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá, cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok, 75.000. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đồng hồ. Đấy. Thì nó sẽ là mẫu đồng hồ LED cũ và LED mới nhá. Đây là nó sẽ là mẫu LED mới này. Mẫu LED mới này thì giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là mẫu đồng hồ LED mới nhá. LED mới này thì nó sẽ là 110.000 các bác nhá. LED mới này là 110.000. Các bác lên cho em là đồng hồ LED mới này. LED mới này. LED mới, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con đồng hồ LED mới như này thôi. Có dây cắm cái thứ đồng hàng và số nó sẽ là số điện tử, nó sẽ hiện lên như này các bác này. Đấy, số điện tử nó hiện lên đúng như này luôn. LED mới này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là đồng hồ LED cũ, giá sẽ là 140k nhá. 140k. Lên cho em là LED cũ này. LED cũ 140.000. Số nó thì nó cũng hiện như này. Đấy, hiện như này và con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cũng có dây cắm, cáp cắm cái thứ đồng hàng. Đây. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt trắng gương như này các bác này. Mặt trắng gương như này. Đó, mặt trắng gương và số nó sẽ nổi trên mặt số. Còn con này thì số nó sẽ là nổi theo hình khung như này luôn. Đây, hai con này. Con LED cũ này thì to hơn, còn con LED mới này thì bé hơn một chút. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu LED cũ thì lấy, mà lấy mẫu LED mới thì lấy nhá. Đấy. LED cũ thì là 140 và LED mới thì sẽ là 101 nhá. Đấy. Đây. Con này thì nó sẽ là LED cũ 140 này. Đấy, con này là LED mới này, 101 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ bài vàng này. Đấy. Bài này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Đấy. Nó bằng nhựa này, các bác có thể uốn cong thoải mái luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Nó rất là cứng nhá. Rất là cứng, các bác có thể uốn cong rồi sử dụng nó rất là thích luôn. Đấy, nó bằng nhựa chống nước nhá, bằng nhựa chống nước. Uốn cong có thứ thoải mái luôn. Màu sắc thì đẹp nhá, màu sắc đẹp. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, đây. Chấm hết luôn các bác này. Uốn cong có thứ thoải mái này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Lên cho em là bài vàng nhá. Giá thì là 35.000 thôi. 35.000 cho một bộ bài vàng như này. Bài bằng nhựa. Đấy, còn các bác mua bình thường nó sẽ là bài giấy thì nó rất là nhanh hỏng. Bài này vừa cứng vừa đẹp chơi vừa ngon lành luôn. Lên cho em là bài vàng. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho bộ bài vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đựng giấy tờ xe nhá. Đấy. Ví giấy tờ xe nhá. Đấy, ví giấy tờ xe như này. Các bác về các bác có thể bỏ giấy đăng kiểm này. Rồi các loại giấy tờ ở đây rất là tiện nhá. Chất liệu bằng da, hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là ví giấy tờ xe nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, 50k cho một con ví giấy tờ xe như này. Lên cho em là ví giấy tờ xe, giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Có kèm cho các bác là một máy và hai viên đá này, đây. Đấy. Các bác có thể dùng để mài tay chân mà nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy, các bác đưa vào các ông mài đi xem. Đó, mài đi xem như này. Đó, mài gót chân rồi các cái phần da khô nứt nẻ các bác đưa vào các bác mài. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Giá của nó sẽ là 90k các bác. Đấy, 90.000 cho con máy mài gót chân như này nhá. Lên cho em là máy mài gót chân. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài gót chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Kính lúp giá của nó sẽ là 70.000 cho con kính lúp như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo à mình kiểm tra này. Đấy, bác nào mắt kém thì mình dùng mình phóng lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Kính lúp. Có đèn luôn, về nhà các bác lắp pin luôn cho em. Pin thì các bác tự lắp nhá. Có đèn LED luôn. 70.000 cho con kính lúp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu như này. Có hai màu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, ví da cá sấu thật 100% luôn. Hàng thật cao cấp cho bác luôn nhá. Ví da cá sấu rất là đẹp luôn. Đó, ví da cá sấu như này nhá. Đấy. Giá sẽ là 290.000 cho một con ví cá sấu như này nhá. Đấy, 290.000 một chiếc. Hàng cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Có màu vàng hoặc là màu có màu nâu hoặc màu đen này.
màu nâu, màu đen. Hàng cá sấu thật 100% nhé. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 290.000. Lên cho em là ví cá sấu nhé. Đó. Lên cho em là ví cá sấu nhé. Đấy, ví cá sấu. Giá của nó sẽ là 290.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái túi đồ nghề mini nhé. Túi đồ nghề mini như này. Đó, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 30 cm. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20. Và chiều rộng thì vào khoảng 10 cm nhé. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề này. Đấy, đựng đồ nghề rồi đựng các loại đều ok hết nhá. Đấy, đồ nghề hoặc là búa đinh, rồi nói chung là máy móc, dụng cụ cầm tay, rất là nhỏ gọn xinh xắn. Giá thì thanh lý cho các bác 90.000 trong con túi đồ nghề như này thôi. 90.000, nên cho em là túi đồ nghề giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bình chuông nhá. Đây, cái bình chuông như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, các loại ngũ cốc bỏ vào đây, các bác mang đi. Con này nó rất là tiện này, nó giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn, đặc biệt là các bác uống cà phê đá này. Uống cà phê đá này dùng con này cho em rất là sướng luôn. Đấy, cà phê đá nhá, cà phê đá, sữa đá. Đấy, các bác cho vào đây cho em. Vừa là mình dùng vừa để lắc này, pha chế này. Đấy, và mang đi dọc đường, có quay đeo này rất tiện, các bác có thể đeo lên xe hoặc để lên xe dùng rất là tiện luôn. Lên cho em là bình chuông nhá. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là bình chuông giá sẽ là 75.000 nhá. Bình chuông giá của nó sẽ là 75k này. 75k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ ngọc nhá, đồng hồ ngọc. À xin lỗi các bác, là bật lửa nhá, bật lửa ngọc này. Đấy. Con này thì nó sẽ là chạy bằng dầu, về nhà các bác cho dầu thơm vào đây, xăng thơm vào đây. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc 130.000 này. Bật lửa ngọc 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn 120 nhá. Bật lửa la bàn. Con này thì có la bàn luôn, và đây là cái 70 đúng không? Bật lửa la bàn này 120 này. Đấy. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá. Có cả bật lửa. Con này là sẽ là bật lửa la bàn này. Nó sẽ có la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn kèm đồng hồ luôn. Bật lửa la bàn kèm đồng hồ. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác thêm một cái mã nữa. Đó là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này thì chỉ có bật lửa với đồng hồ thôi. Giá của nó sẽ là 100 nhá. Giá của nó sẽ là 100. Đấy, 100.000. Thì bên em có 3 mẫu này. Bật lửa ngọc này, bật lửa ngọc chạy bằng dầu này, bật lửa la bàn này. Con này thì vừa la bàn vừa đồng hồ luôn là 120. Còn con này thì nguyên đồng hồ không nhá. Nguyên đồng hồ không thì giá của nó sẽ là 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc và bật lửa đồng hồ nhá. Đây có cả đèn báo như này. Đồng hồ thì các bác chỉ cần nhấn vào là nó chạy thôi. Đấy, đây các bác này. Đây đồng hồ đang chạy đây. Đó, con này thì sẽ là 100 nhá, 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc, bật lửa đồng hồ. Có 3 mẫu cho các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái led. Các bác lên cho em là, các bác lên cho em là led 7 màu nhá. Đây, đấy, đây nó sẽ là một dây led như này. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Dài từ 30 đến 50 mét, hàng về theo lô. Có lô thì 30 mét, có lô thì 40 mét, có lô thì 50 mét. Đấy. Lô này thì chắc chắn là về khoảng 40 mét nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 40 mét rồi. Đấy. Lên cho em đó là led 7 màu nhá. Led 7 màu như này. Đây. Led 7 màu rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Đây. Lên cho em là led 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó, 70.000 cho một cuộn led như này. Đây. Đấy. Bóng của nó cũng khá là dày luôn, và dây thì dài khoảng là từ 30 đến 50 mét. Thoải mái sử dụng luôn. Lên cho em là led 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao gấp nhá. Dao gấp như này. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Một con dao gấp rất là đẹp như này. Các bác thấy không? Dao gấp rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá, đó là các bác lên cho em là dao gấp nhá. Lô này về thì nó sẽ không có cái bật bia đâu, nhưng mà dao thì nó sẽ xịn hơn và sắc sắc hơn. Đấy, nhiều khi các bác dùng cái bật bia nó cũng rất là bất tiện, thì lô này về không có bật bia nhá. Giá của nó sẽ là 20k. Lên cho em là dao gấp 20.000 nhá. Dao gấp 20.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đèn treo nhá. Đèn treo. Giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho một con đèn treo như này. Các bác lên cho em là đèn treo 125.000. Con này thì cũng khá là tiện để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đó. Đây. Rất là tiện quá này. Đây. Lên cho em là đèn treo. Con này thì 125.000 thôi. Cũng dùng được đa di năng luôn. Đa di năng luôn, có cả dây đeo, cả cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Đó. Có cả sạc ra cho điện thoại luôn, đầy đủ các tính năng nhá. Sạc vào, sạc ra, sạc năng lượng mặt trời. Đấy, đèn cũng rất là sáng nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào chưa? Có một đèn này, hai đèn này. Đấy.
một đèn hai đèn như vậy nhá, để các bác có thể dùng ban đêm ban ngày đều được hết. Về nhà các bác cắm sạc vào chưa, con này thì nó đang hết pin nhá, đang hết pin. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 cho con đèn cầm tay như này, có cả dây sạc này. Con này cũng có sạc năng lượng mặt trời, có một bóng này, tiếp theo là đến hai bóng hai bên này. Đấy, tiếp theo là một con đèn dọi này. Đấy, có báo pin nhá, có cả năng lượng mặt trời luôn. Mưa gió bão bùng dùng rất là tiện này. 100.000 cho một con này. Hàng đa di năng luôn, mưa gió bão bùng nhá. Lên trên là đèn cầm tay. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một em đèn cầm tay này thôi. Ngoài ra thì em có cho các bác con đèn wifi nhá, đèn wifi. Con này thì sẽ là 130.000 cho con đèn wifi này. Lên cho em là đèn wifi 130.000. Con này cũng rất là tiện luôn, có cáp sạc đầy đủ đi kèm cho các bác này, và có cảm biến tự tự đóng ngắt nhá. Đấy. Đây, hàng của Đức này, Made in Germany này, đó, Made in Germany, hàng của Đức này. Đây. Đấy, rất là sáng luôn. Và có cảm biến nhá. Đấy, đây các bác này. Rất là tiện, các bác dùng mà không muốn động tay vào thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sẽ tắt này. Bật này, đấy, tắt này. Tắt này, bật này. Rất là nhạy luôn, ở đây nó có hai cái mắt cảm biến như này. Đấy, và có thể ngoặt lên ngoặt xuống như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên cho em là đèn wifi 130.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái massage chân nhá. Đấy, massage chân. Con này thì hàng của Nhật, nó sẽ là hàng sử dụng bằng điện nhá. Đấy, nó sẽ là điện từ, thì các bác đặt cái bàn chân mình đây, nó giật nó hơi tê tê một chút thì nó giúp cho các bác là massage bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là massage chân. Con này giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con massage chân như này. Con này dùng đã lắm, các bác dùng để mình massage chân, nó gọi là trị liệu đấy. Massage trị liệu bằng điện rất là tốt luôn nhá. Lên trên là massage chân nhá. Đấy. Đây các bác này, đó. Đấy. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên theo là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp. Inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này, đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau, dợ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên thêm là đèn cúc áo 30k, có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15 17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá bỏ sang cái thành cái dao. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì, cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy, còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy, đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ, thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học, thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp.
giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá. Băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bạn này. Còn nguyên kiện như này, nhưng cái này thì nó không còn không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu DNK này, made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên một cân nhá, 80k trên một cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có đâu. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận. Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này. Đó, 5k. Quận nhỏ là 5k, quận to là 10.000. Đây. Đấy, nó một gấp đôi luôn. Quận nhỏ 5k, quận to là 10k, và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1 kg nhá. 80k trên 1 kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó, 80k trên 1 kg nhá. 1 kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Băng dính cũng đủ màu luôn. Đấy. Màu đen, màu xám, màu trắng đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nhá. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nó là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên nha, là tô vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp, hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá. Các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về là mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng biếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy. Thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy.
Đây. Còn 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7,5m, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7,5m 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội nhá, thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này. Giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy. Ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn các bác, kể các bác bụng bự, mét 2 mét 3 cũng ok hết nhá. Mét 2 mét 3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này. Giá sẽ là 70k nhá, lên cho em là thắt lưng dù lỗ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ ông già nhá. Mũ ông già như này. Giá thì sẽ là 105k nhá. 105k cho cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đây các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt như này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào chưa? Rất ấm luôn, thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy, cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá. Sớm đi. Đấy các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá, mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen. Thì con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho các bác xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá. Trời nắng trời mưa đều được hết. Hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình cũng rất là tốt luôn. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là mũ nồi có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, ôm form ôm dáng, đấy đầu nào cũng đội được hết nhá. Lên cho em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài hàng của Nhật nhá. Đấy, đá mài có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à, màu vàng này là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá mài như vậy. Thì các bác biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à, vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho vào ấy nhá. Cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước ra thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000. Vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em là chai Coca này, hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, 35.000. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì cái bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi. Đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây, rất thơm luôn nhá. Lên tay lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ, vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho là cọ nồi thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ khi rửa không cần phải động tay vào xà bông nhá, và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác này. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc như này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k thì cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha. Màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa.
từ khi sử dụng sản phẩm Nano. Đây, các bác dò đây xem này. Tôi thấy người có. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này, được ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips Made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39 cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29 cm. Một con bếp từ hàng thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan, kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, một con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Lên cho em là bếp từ Philips nhá, ghi giá này luôn này. Bếp từ Philips này. Úi kìa. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nhá. 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, vào khoảng 20 cm thôi nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20 cm, về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn. Đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, nhỏ gọn, tinh tế các bác nhá, rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này. 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc, vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần, kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp này các bác này. Đấy. 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à. 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k cho một cái bộ như này các bác nhá. 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực. Rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60k nhá.
60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoáy ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này, rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này. Các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên đây là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên trên là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này, nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nâng cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nai, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn, tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn, tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nai của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho hai cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc ví da bò tự nhiên nhá. Chất liệu ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhé, hàng da bò 100% bảo hành cho các bác luôn. Đây, chất liệu da bò các bác này, về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhé. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn, 70.000 hai chiếc, giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá, bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này đó. 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này, các bác ăn mì này, ăn cơm này, rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá, giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này, có nút cho các bác mở chìa, và có cho các bác là cả cái số điện tử này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi. Các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt của đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này, pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này, và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này. Xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhé. Đó, đây. Đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này cho em. Đó, đây. Cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây. Đóng vào này. Sập vào này các bác này. Đấy. Mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây. Đây. Đó, thì rất là an toàn luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá. 350.000 cái két sắt mini như này. Đó. Các bác mở ra cho em, mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhá. Đó, két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây cho em, cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh niếu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước. Giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên cho em. Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây cho em. Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình sông, bình xanh nhá. Đấy, lên theo là bình xanh. Đó, bình xanh như này thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu, bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa chức năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt rồi nói chung là cà phê rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này, giá của nó sẽ là, đây lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy, khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây cho em, cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này, đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicon mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng với nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng với nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k. Đó, 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Đấy, làm vườn, làm cây cối bonsai, đấy, dọn dẹp vệ sinh, làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này, giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi, tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều. Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó.
Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vị 10 đô tất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng thôi nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây, nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây, đây của nó sẽ là tập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí thôi nhá. Đấy, các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, còn các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên thì em là tựa lưng nhá, giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó, giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và có nam châm hít này, có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này, có đèn chiếu sáng như này, rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo, rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này, 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá. Giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó, các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện, bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ohm này. Đấy, dùng con này chưa? Rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bạn. Đấy, rất là sắc luôn này các bạn này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ, đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng, giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá.
giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho một con cặp lồng như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này, giá siêu rẻ luôn, 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này, cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn, giá sẽ là 120.000. ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá, con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng. Giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện biết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó, 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có gioăng nhá, có nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá, 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây. Một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn, dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này, đây, cái đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn, cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, con cảm biến nhiệt thế này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá, lên cho em là bút lông có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái, và mua cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút, một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ, một hộp là 10 chiếc. 2, 4, 6, 8, 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000. Con này là 40k này, con này là 90k này. Đó. Hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó, nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi.
260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà. Còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhé. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Mài dao ba khe nhá, giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao, mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gỉ nhá. Đấy. G49, hàng của thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái van xả một đầu nhá. Van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này. Có cả giòn giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các kia tấm lập mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho chị em. Lên cho em là keo dán tôn nhá. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5 m nhá, chiều dài khoảng 5 m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn, keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này. Lên theo là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng này. Đấy, lên theo là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên theo là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ
55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKM này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k, đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nhỏ gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy. Nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Cả nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90 cành thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá, cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000, có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng qua đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đâu. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đó.
Đấy các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Các em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy. Đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá, 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm hai miếng con lăn này nữa, và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá, máy hút chân không. Thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn uống mình hút, mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Tên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhá, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá. Thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này. 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy, thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó, giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bác nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bách biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến, giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên, giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng
gói như này các bạn này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC chứ, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bạn này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em, 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó. Thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy. Giúp cho các bác là co bôi trĩ, đấy làm co thành mạch. Rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các chị nội chị ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau,
đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn, xịt giảm đau nhá, hàng xách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn, chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá, hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ, 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000, 70-80.000. Nhám thế thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng xách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy. Đau mỏi khớp cổ chân bắp chân bắp tay rồi vai gáy dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh màu đỏ bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói quá này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất,
Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá, giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây, 220.000, giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá, 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy, một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra, đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy, hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đấy, mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này, 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok.